Mới đến lần đầu sẽ không biết voucher để sử dụng để làm gì, thì quý vị có thể dùng để mua vé lô tô, hoặc là quý vị mua thức ăn ở trên quầy đồ ăn, hoặc là quý vị thuê ghế. Nếu mà đến cuối giờ quý vị không sử dụng hết thì quý vị có thể liên hệ vào bên trong, tụi em sẽ hỗ trợ cho quý vị nha. Và những tờ vé mình không may mắn trúng thưởng, lật ra mặt sau giùm em, ghi họ tên và số điện thoại, gấp nhỏ còn lại để cuối giờ tụi em sẽ bốc thăm chọn ra hai vị chủ nhân, mỗi người một phút bao lì xì trị giá 500 ngàn đồng. Đó. Thấy chưa? Đó,
hốt hụi chót nha quý vị mình ơi. Ủa sao hốt hụi trước mà phải chờ phải hốt hụi chót? Ờ tại cái hụi chót cuối giờ mới hốt được. Bây giờ ông chắc tụi hốt đi. Em thấy là hốt hụi chót thì bây giờ giờ ai hốt hụi, ấy là hốt mấy cái này. Dạ. Thì đó là hốt trước đi. Ờ. Ủa, mình tranh thủ mình hốt trước mình nào mà. Tranh thủ mình hốt trước nha quý vị nha. Đó mình đầu tư cho mình đó. Đó. À hốt trước lộn. Không thì đó là cái đó là hội hội mày kia thôi, còn hội Sài Gòn tới rồi hốt trước rồi. Đúng rồi. Hội Sài Gòn tới rồi ngộ lắm, hốt hốt hội chót mới là lỗ nha. Đó rồi bên cầu anh sao, bên cầu anh sao đang có người đẹp mộc trà phục vụ cho mình nha. Đó, người đẹp đến từ lòng đất mộc trà. Đó. Trời ơi, đây là có người đẹp từ lòng đất mộc trà với người đẹp từ lòng biển nữa. Ờ, lòng biển là chị Hiếu My, con gái lớn của Long Hải Long Dương đó. Đó. Chị mới nhìn như con rồng vậy thấy không? Trời ơi. Con rồng thì rồng gì? Trời ơi, chị mới làm đã cái động tác đó chị ơi, chị ơi. Đó, cái này là con rồng lộn nè. Con rồng lộn, trời ơi. Thì đó, mà chị đang lộn mà. Ồ, đúng không? Đó, thay rồi. Rồi, Thanh Quy còn mấy chiếc cuối tay ủng hộ cho Thanh Quy giùm em luôn. Ốm nhé. Ốm nhé, cuối tay của chị ơi. Nam Thanh Lịch đó, mà như là thiếu nữ mới lớn gì đó trời. Nam Thanh Lịch và cái Nam Thanh Lịch và cái giọng nó còn cái khả lâu trình cao như vậy đó. Đó, còn ba chị em thôi à. Rồi cái gì hả Dân ơi? Dạ hả? Rồi anh Nui ơi chạy lên giữa chân luôn. Đó. Rồi, kính thưa quý vị ở bên dưới, ai còn chưa có bé ngoài tại chỗ dơ cao cánh tay lên giùm em. Còn ai đã có bé rồi hướng mắt về sân khấu bắt đầu. Yeah, so. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúng ta nhớ giơ tay lên giùm em, mỗi lần phục vụ tận nơi tận chỗ đó kìa. Thầy có khách ở ngoài kìa.